cũng 5 năm. Người yêu mình mà kêu người yêu mình nó bỏ. Bỏ mình kêu nó thôi chứ sao giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem coi như là các bạn có những có cú sát gì giống như là cái cặp đôi này đúng hay không. Rồi. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Và bây giờ xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là gì? Dạ em tên là Thùy Vân, năm nay em 29 tuổi. Rồi bây giờ mình chờ bạn nam của mình ra nha. Rồi xin mời. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đình Luật. Luật? Dạ đúng rồi, dạ cháu ba đời của Nguyễn Đình Chiểu. Khoái. Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ tới kiếm vợ anh ơi. Đó giờ có vợ chưa? Dạ chưa, người yêu bỏ em cách đây cũng 5 năm. Người yêu mình mà nó kêu người yêu mình nó bỏ. Thì bây giờ bỏ mình kêu nó thôi chứ sao giờ. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tự nhiên bỏ kêu nó sao được? Dạ không phải anh, cái gì nó có nguyên nhân của nó hết á. Tại vì em bị mất niềm tin người phụ nữ. Tội nghiệp lắm anh ơi. Mất niềm tin? Dạ. Phụ nữ nào làm em mất niềm tin gì em? Dạ người yêu cũ của em. Làm gì mà em mất niềm tin? Bỏ em đi quen sếp của em. Của em được mấy năm mà bỏ quen sếp của em? Dạ được 2 năm anh. Em có làm gì không đúng với người ta nó mới bỏ em chứ? Em cũng không biết nữa anh. Thực sự thì em cảm thấy mình cũng bình thường như mọi người thôi. Mà thà ví dụ người ta có thể nói trực tiếp với em á thì em không tức. Cái này người ta âm thầm bỏ em luôn. Bỏ em luôn? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ nay em 29 tuổi anh. Em làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là sinh viên. Tại lúc trước em học dược sĩ trung cấp ra rồi, sau đó em làm được 3 năm. Hiện tại em đang liên thông đại học. Giờ em học năm thứ 2. Bây giờ là học không thôi hay là vừa học vừa làm? Dạ em học không thôi. Không có bạn trai bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Sở trường của mình, điểm mạnh, điểm yếu gì của mình chẳng hạn? Điểm mạnh, em có thể hát được. Dạ đúng rồi. Mình hát một đoạn nào cho các bạn. Nhưng mà em hát coi nhạc buồn không à? Kệ nó. Buồn gì thì hát đi. Em xin hát bài Chỉ là em giấu đi. Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn thì có lẽ em sẽ chẳng mang điều gì nữa mà hoa không. Hồi lòng mình cũng cơn mưa. Nếu anh có về em sẽ vỡ như chẳng có gì xảy ra. Vỡ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Chỉ là em giấu đi. Bạn cảm nhận thế nào giọng hát của bạn nữ bên kia? Dạ chắc chiều nay em rủ, em mời bạn đi hát karaoke. Em hát được không mà rủ? Dạ cũng được anh. Hát về nhạc gì, dòng nhạc gì? Nói chung bây giờ nhạc nào em hát cũng được. Nhưng mà em chỉ thích là nhạc hơi mạnh một xíu. Rock đi. Rồi lỡ làm câu rock chơi luôn. Mạnh luôn đi. Dạ. Lỡ rồi đứng lên. Giữ luôn. Dạ. Nóng luôn. Bên kia hát nhẹ nhàng mỏng lét, mình hát dày lên nha. 2, 3, bắt đầu. Vô. Từ từ anh. Để em giới thiệu đã. Rồi giới thiệu đi. Sau đây mình xin trình bày một nhạc phẩm được mang tên Nếu điều đó xảy ra của nhạc sĩ Ngọc Châu. Một ngày nào đó nếu anh Dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm giá ban, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Yeah. Em xa anh vẫn cô đơn. Nhảy lên. Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh bút giá. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Yêu em mãi như mặt trời. Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong ban giá. Yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim thiết tha yêu người. Chế câu cuối vậy. Được không anh? Quá được. Được, được. Cặp này kết hợp được nè. Thôi chương trình văn nghệ hết rồi. Bây giờ tới tình yêu. Em quan điểm về tình yêu như thế nào? Với em thì
nói chung là yêu em thật lòng mà được rồi. Em có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì về người bạn trai của mình không? Có, cũng ít thôi chị. Cao hơn em từ khoảng mét 65 trở lên được rồi. Vui vẻ, năng động và đừng thở dơ. Đừng có bụng bự. Mệnh có bụng bự không vậy? Thôi thôi chị ạ. Cái đầu đừng có hói nữa nha. Ủa bụng bự, đầu hói có làm gì xấu không mà không yêu? Không đẹp. Ai nói bụng bự, đầu hói không đẹp? Em. Đó. Tức cô này quá được. Hả sao? Trời ơi. Trời ơi cái gì mới bụng bự. Anh Minh Linh có bụng bự. Hả? Anh Minh Linh có bụng bự không? Em thấy anh trên truyền hình có bụng bự không? À, cũng có chút chút. À, có hói không? Dạ không có hói. Em biết rằng em nói ghét là ông bụng bự đầu hói là đụng chạm nhiều người không? Em không có ghét, em chỉ không thích thôi. Rủ nhà em có người nào đó đầu hói bụng bự em không thích luôn hả? Nhà em không có ai hết. Nè, nữa nha, tôi nhớ nha. Thế nào á, ghét của nào trời cao của đó. Dạ nó em không thích chứ em hỏi em ghét. Không thích. Nữa trời cũng cao luôn. Cái gì sân si dữ vậy anh Linh? Đừng lấy cái bụng bự lắm hay sao, làm gì ghê ông vậy? Ông này á bụng chà bá lửa luôn. Thôi không còn miếng nào chứ á. Thôi tôi qua tôi coi nó chết rồi. Em cho chị Cát Tường. Trời ơi cái gì quá xá vậy. Đứng đứng xích lên lại đây nó nghe nè. Dạ. Đứng đứng xích lại đây xíu nè. Gì vậy? Cô có mùi gì không? Bên đây tao không thích người ở giờ. Thì chỗ đi. Sao bụng tôi không bụng nào bự. Đứng lên nè, đứng nghe. Sao? Bụng. Thôi nó giỡn, bây giờ nó nghe nè. Có đặt ra yêu cầu bạn nữ là làm sao không? Bây giờ nói chung là hết quyền chọn lựa rồi chị. Cỡ nào cũng chơi hết. Dạ được hết. Phải không? Nhưng mà miễn sao là có người phụ nữ có thể là hiểu ý mình. Và trong cái chuyện mà gia đình có biết cách xử sự, biết cái sự với bạn bè, gia đình và xã hội là được. Vậy mà nói thì sao cũng được. Ngồi xuống đi. Có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Em không thích người phụ nữ mà nghiện Facebook. Ủa, nghiện Facebook làm sao không thích? Vui mà. Không, vui vui cũng vừa phải thôi chị. Em nói sao ta là, ví dụ hôm nay là sinh nhật của mẹ đi. Đáng lẽ mình mua hoa về mình tặng cho mẹ mình. Nhưng mà không có mua. Thì đưa lên Facebook lấy một cái hình cái hoa. Để là chúc mừng sinh nhật của mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời, cảm ơn nó nuôi nắng con tới bây giờ. Lại nói để cho nhiều người like like like, nhưng mà trong khi hành động là không có. Em không thích những người đó, cái gì cũng Facebook. Facebook thì nó là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà đừng lạm dụng nó quá. Cho như tặng quà là phải tặng quà. Dạ. Ví dụ nay mà chọn được bạn gái này tặng quà là làm ơn phước là mua quà tặng chứ đừng có quà trên Facebook. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Rồi để tôi qua tôi hỏi bên đây coi. Em có nghiện Facebook không? Dạ không. Không có chơi Facebook hả? Dạ có, nhưng mà chị lên đó xem những cái tin của lớp, của trường. Rồi thôi chứ em cũng không có cả ngày Facebook. Hôm nay có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, bạn bè trong lớp của em. Bạn bè em ngồi đâu? Dạ ngồi dưới. Chào các bạn. Ai ai viết cái câu đó vậy? Dạ cái này là nhóm tụi em nghĩ ra rồi viết. Vậy là tụi em ngại ngùng chứ đâu phải bạn này ngại ngùng phải không? Ngại dùm. Ngại dùm. Đánh giá nhìn cái này thế nào, hợp là hợp với cô kia không? Dạ em thấy tính tình của anh cũng vui vẻ giống như bạn của em vậy đó. Đặc biệt chắc là thích ca hát giống bạn của em. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ tôi nghĩ là đã tới lúc cho hai bạn gặp nhau. Rồi kéo màn lên. Rồi xoay lưng lại. 2 phút cho các bạn. Chào em. Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Em muốn lập gia đình chưa? Dạ chưa. Tại vì thì là mình xác định tư tưởng rõ ràng là quen để lập gia đình, chứ không phải quen để quen chơi. Dạ. Thì ý định của em chắc khi nào em học xong em mới kết hôn. Khi nào em học xong? 2 năm nữa. Hình như anh em cũng cùng tuổi đúng không? Dạ. Nằm duỗi mà ăn nha. Ờ nằm duỗi đi rồi cạp đất chứ nằm duỗi mà ăn. Dạ ăn, ăn mày chị. Cảm nhận thế nào về người bạn đang ngồi đối diện mình? Em nói chuyện rất là chín chắn, có suy nghĩ, có thể lấy làm vợ được. Còn em thì sao? Em cảm nhận sao về ảnh? Ảnh cũng vui. Nhưng mà bụng bự đúng không? Chứ không phải bụng bự mà có em
Em chưa có thích nghe lần đầu tiên được. Đúng rồi, thường thì người ta gặp anh thì không thích nghe lần đầu tiên được. Có một cái nét gì đó người ta nói anh rất là đểu, nhưng mà thiệt ra mình hiền khô à. Tính cách của một con người có lẽ là qua tiếp xúc hàng ngày mới được. Đúng chứ rồi. Không thể nào mà gặp một buổi đầu tiên thì mình biết hết được. Rồi, chúng ta hết thời gian. Thế thì bây giờ có những cái nhìn đầu tiên là chúng ta bị sét đánh, nhưng mà cũng có cái nhìn đầu tiên chưa có để lại một cái ấn tượng gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho ta một cái cơ hội thì biết đâu lần 2, lần 3, lần 4 chúng ta sẽ có một cái cảm xúc gì đó thì sao? À, tôi nói vậy thôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là bạn. Hết sức bình tĩnh và nghe cái lời nói của con tim mình, xem hiện giờ mình đang muốn gì. Suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn cảm thấy như thế nào? Anh ấy cũng vui, tính tình cũng rất là vui vẻ, nhưng mà có lẽ là em chưa thấy cái gì gọi là rung động cho em hết. Anh thấy gì rung động ở bạn gái? Dạ em cũng chưa thấy anh. Chưa thấy sao em bấm? Nhưng mà tại vì em nói rồi là có thể tiếp xúc lâu dài rồi mới biết được mỗi người như thế nào. Tức em vẫn muốn làm quen với cô ấy? Dạ đúng rồi. Làm bạn vẫn được. Theo người bạn thêm niềm vui. Dạ. Rồi, chúc hai bạn sẽ là những người bạn với nhau. Hy vọng rằng sau tình bạn đó chúng ta sẽ tìm được điều gì sâu thẳm hơn nữa. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ. Chào anh Linh, chào chị. Mặc dù họ không đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau, nhưng mà họ cũng đã có những chia sẻ rất là thẳng thắn. Trong ánh mắt của họ vẫn có những tình cảm. Bạn nam cũng có ý kiến đúng, nghĩa là mặc dù chưa phải là một cái gì đó nó quyết liệt, tôi thích lắm, nhưng mà mình cho mình một cơ hội cũng được thôi. Thì đôi lúc trong cuộc sống mình hãy mở lòng mình ra, cho mình một cơ hội thì biết đâu đó hạnh phúc đang chờ đón mình. Đó là thông điệp mà Tường cũng thay mặt anh Quyền Linh luôn gửi tới mọi người, nhưng mà riêng mình thì chưa có được. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vừa theo format của kênh truyền hình Kênh TV Nhật Bản. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.